mừng các em quay trở lại với Blog Chuyên Văn. Các em thân mến, những bài trước trong chuyên đề lý luận văn học đã được các bạn đón nhận rất là nồng nhiệt. Thầy cảm ơn các bạn vì điều đó. Và chính vì vậy cho nên ở bài hôm nay thầy tiếp tục sản xuất clip về chuyên đề lý luận văn học. Kết bài hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Làm bài lý luận văn học như thế nào. Như các em đã biết, dạng bài lý luận văn học là một dạng bài thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh chuyên và các kỳ thi học sinh giỏi. Như vậy thì bài ngày hôm nay sẽ giúp các em nắm được phương pháp làm bài cũng như là cách thức làm thế nào để bài văn của chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất. Nội dung bài của chúng ta hôm nay gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là nhận diện đề dạng lý luận văn học. Phần thứ hai là lập dàn ý thân bài dạng lý luận văn học. Và phần thứ ba là những cách thức để tăng sức thuyết phục cho bài viết lý luận văn học. Phần 1. Nhận diện đề dạng lý luận văn học. Các bạn cùng đọc với thầy 3 đề sau. Đề 1. Trong Dagestan của tôi, Rasul Gamzatov từng khuyên các nhà văn trẻ: đừng nói, trao cho tôi đề tài. Hãy nói, trao cho tôi đôi mắt. Anh chị hiểu lời khuyên đó như thế nào? Bằng hiểu biết về tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại, anh chị hãy làm rõ ý kiến trên. Đề 2. Tác phẩm văn học chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh con người, qua những hình thức nghệ thuật độc đáo. Bằng việc phân tích tác phẩm Chữ Người Tử Tù, anh chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên. Đề 3. Liệu văn học có giúp con người sống tốt hơn? Bằng hiểu biết và trải nghiệm văn học của mình, anh chị hãy trả lời câu hỏi trên. Như vậy thì điểm chung của các đề văn này là gì với các em? Trả lời được câu hỏi về điểm chung thì chúng ta sẽ biết được cách nhận diện đề dạng lý luận văn học. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là điểm chung của ba đề này đó chính là đề đều yêu cầu chúng ta bàn luận và chứng minh một cái vấn đề thuộc về lý luận văn học. Như vậy thì đó chính là cái cách thức để chúng ta nhận diện đề. Có bạn nói với thầy rằng là muốn nhận diện đề lý luận văn học thì mình xem là nó có trích dẫn danh ngôn lý luận văn học hay không. Thì thật ra điều này nó vừa đúng mà nó vừa không chính xác. Nó đúng là tại vì đa phần các đề dạng lý luận văn học đã có trích danh ngôn lý luận văn học, nhưng mà rất nhiều đề nó lại không trích danh ngôn, mà nó có thể trích đoạn thơ, nó có thể trích một đoạn truyện, hoặc là đơn giản là nó đặt ra một câu hỏi trực tiếp yêu cầu mình giải quyết câu hỏi đấy. Cho nên là cái tiêu chí để mình nhận diện đề vẫn là yêu cầu bàn luận và chứng minh cái vấn đề thuộc lý luận văn học cho các em. Phần 2, lập dàn ý thân bài dạng lý luận văn học. Ở phần này thì thầy sẽ chia ra làm hai bảng. Bảng bên trái chính là những thao tác về thân bài và bảng bên phải là giải đề minh họa. Như vậy thì chúng ta sẽ đi song song, vừa lý thuyết và vừa thực hành. Như vậy thì về thao tác thân bài dạng lý luận văn học, chúng ta sẽ có 5 thao tác, đó là thao tác giải thích, thao tác bàn luận, thao tác chứng minh, tổng kết và cuối cùng là liên hệ. Và bên phải chúng ta sẽ giải đề minh họa, đó là đề văn học là nhân học Maxim Gorky, anh chị hãy bàn luận về nhận định trên. Như vậy thì chúng ta sẽ đi từng bước, bên trái là phần lý thuyết và bên phải chính là giải đề minh họa. Phần thứ nhất trong thân bài là thao tác giải thích. Thao tác giải thích thì mình sẽ làm những bước như sau. Mình phải giải thích các từ ngữ, thuật ngữ quan trọng, sau đó thì mình phải chốt ý nghĩa cả câu và cuối cùng là mình phải nêu được cái biểu hiện của cái vấn đề bàn luận. Mình sẽ xem đề minh họa. Với đề văn học là nhân học thì mình sẽ giải thích những cụm từ sau. Cụm từ thứ nhất đó là văn học. Văn học là gì? Văn học là nghệ thuật ngôn từ, nó sáng tạo hình tượng văn học để phản ánh hiện thực cuộc sống và qua đó nó thể hiện tư tưởng, tình cảm của người viết. Cụm từ nhân học được hiểu như thế nào? Nhân học, nhân là người và học tức là cái bộ môn nghiên cứu. Như vậy thì nhân học là bộ môn nghiên cứu về con người. Như vậy thì từ những cái từ khóa văn học và nhân học này, mình sẽ rút ra được ý nghĩa cả câu. Đó là văn học giúp ta hiểu thêm về con người. Như vậy mình có thể thấy rất là rõ nhận định của Maxim Gorky đã đề cập đến một cái đặc trưng và cũng là một cái chức năng của văn học. Và như vậy thì đến đây em phải nêu các cái biểu hiện cụ thể của cái vấn đề nghị luận là văn học giúp chúng ta hiểu về con người. Nêu biểu hiện, vậy văn học giúp chúng ta hiểu về con người trên những phương diện nào? Ví dụ, văn học giúp chúng ta hiểu về số phận của con người. Văn học hiện giúp chúng ta hiểu được những cái xúc cảm, thế giới cảm xúc của con người. Văn học giúp chúng ta hiểu được những cái suy tư chăn trở của con người. Văn học giúp chúng ta hiểu được những cái quy luật vận động của xã hội con người. Hoặc là văn học giúp chúng ta hiểu được tính người trong mỗi con người, vân vân. Mình có thể liệt kê thêm. Tại sao mình phải nêu biểu hiện ở phần này? Bởi vì cái phần nêu biểu hiện giúp các em cụ thể hóa những cái khái niệm trừu tượng, giúp các em cụ thể hóa cái vấn đề nghị luận của chúng ta. Và các em càng cụ thể được cái vấn đề nghị luận bao nhiêu thì các em càng dễ dàng trong việc triển khai dẫn chứng ở phần sau này bấy nhiêu. Bước 2, bàn luận. Bước này là bước chúng ta sẽ đánh giá xem là cái câu nói mà để cho chúng ta là đúng hay sai, cái vấn đề mà đề đặt ra cho chúng ta là hợp lý hay không hợp lý,
và em sẽ dùng các kiến thức lý luận văn học để em lý giải cho việc đó. Vậy thì ở phần này mình chỉ khai ý như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ khẳng định vấn đề. Tại sao ở đây thì nó là khẳng định vấn đề? Là tại vì đề lý luận văn học cho chúng ta thường ít khi nào là một cái vấn đề sai hoàn toàn, mà thường nó sẽ là cái vấn đề có những điểm rất là xác đáng và có những điểm mà cần phải bổ sung. Như vậy thì cái điểm xác đáng mình sẽ triển khai ở phần 2 trước và những điểm cần bổ sung mình sẽ bổ sung ở phần sau. Như vậy ở bước đầu tiên mình khẳng định vấn đề, sau đó mình sẽ dùng kiến thức lý luận văn học để mình trả lời cho câu hỏi là vì sao lại nói như vậy, vì sao tác giả lại cho rằng như vậy, vì sao em lại quan niệm là cái ý kiến đấy là đúng, vì sao em lại cho rằng là ý kiến ấy là có phần xác đáng, vân vân. Và khi mình vận dụng kiến thức lý luận văn học để mình trả lời thì các em chú ý cho thầy ba góc nhìn, đó là góc nhìn từ phía tác phẩm, góc nhìn từ phía nhà văn, góc nhìn từ phía người đọc. Tại sao lại như vậy? Các em sẽ thấy một điều, đó là khi mình học lý luận văn học thì mình học theo các chủ đề, nhưng khi mình vận dụng các kiến thức lý luận văn học ấy vào trong việc tập làm văn thì các chủ đề khác nhau nó phải được vận dụng linh hoạt, kết hợp, miễn làm sao là trả lời được câu hỏi của đề bài thì là hợp lý. Như vậy thì để dễ dàng hơn cho em tìm ý và để bài phong phú hơn về ý thì các em nhớ là vận dụng linh hoạt và tổng hợp các đơn vị bài riêng lẻ. Như vậy thì với đề bài của chúng ta, mình sẽ triển khai phần bàn luận như sau. Đầu tiên khẳng định nhận định của Maxim Gorky là đúng đắn. Đây là cái thao tác phải làm. Sau đó thì vì sao văn học là nhân học, hay là vì sao quan niệm của Maxim Gorky là đúng đắn. Ở đây thì thầy đưa đi vào bốn cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đặc trưng văn học, vấn đề thứ hai là chức năng văn học, vấn đề thứ ba là nhà văn và quá trình sáng tác, vấn đề thứ tư là tiếp nhận văn học, tức là người đọc. Các em sẽ thấy là thầy đang vận dụng những cái đơn vị bài riêng lẻ để giải quyết vấn đề, một cái vấn đề lý luận văn học. Về phía đặc trưng văn học, mình sẽ thấy là đối tượng phản ánh của văn học là con người, mà văn học quan tâm đến con người trên phương diện xã hội và đặt trong các mối quan hệ thẩm mỹ. Như vậy, văn học đi sâu vào nghiên cứu con người trong các mối quan hệ có tính thẩm mỹ. Lấy con người làm điểm tựa, văn học có được một điểm nhìn để bao quát cuộc sống, để hiểu được cuộc đời đa sự, con người đa đoan, và có được một thước đo để đánh giá các giá trị đúng, sai, chân, ngụy. Thứ hai, về chức năng văn học, thì văn học cần cải tạo hiện thực cuộc sống, làm cho tâm hồn con người thêm trong sạch, thêm lương thiện hơn, làm cho hiện thực tốt đẹp hơn. Mà muốn được như thế, thì văn học cần dựa vào một lực lượng vật chất, đó là con người. Cần phải làm cho con người hiểu về con người, hiểu về cuộc sống thì bản thân mỗi người mới có thể tác động và cải tạo hiện thực. Thứ ba, từ phía nhà văn, do sứ mệnh và trách nhiệm của nhà văn là lấy hồn tôi để hiểu hồn người, cho nên muốn tạo ra được tác phẩm có giá trị và nhà văn muốn có được địa vị trong lòng bạn đọc cũng như là trong nền văn học thì cần phải có những khám phá mới mẻ sâu sắc về con người. Giống như là Maxim Gorky đã từng tâm niệm, con người tiếng ấy thật tuyệt diệu, tiếng ấy vang lên kiêu hãnh và hùng tráng xiết bao. Cuối cùng là từ phía người đọc, trong quá trình tiếp nhận mình sẽ thấy một điều, người đọc tìm đến tác phẩm văn học không phải chỉ để giải trí quên sầu, mà họ muốn nhận được những bài học sâu sắc, họ muốn tìm được những câu trả lời cho những vấn đề từ cuộc sống, họ muốn tìm được tiếng nói tri âm tri kỷ, họ muốn được thấu hiểu, họ muốn được bầu bạn. Vậy thì tất yếu nếu tác phẩm không viết về con người thì sẽ không thể đáp ứng được những đòi hỏi và yêu cầu ấy của bạn đọc, và khi đó tác phẩm sẽ bị đào thải. Như vậy từ bốn lý lẽ trên thì chúng ta đã lý giải được vì sao văn học là nhân học, vì sao văn học phải giúp chúng ta hiểu thêm về con người. Bước ba là chứng minh. Bước chứng minh là bước mà em bắt đầu phân tích các cái hiện tượng văn học, và chủ yếu là mình phân tích tác phẩm văn học để làm sáng tỏ những cái luận điểm mình vừa nêu ra ở phần bàn luận. Vậy thì các em chú ý cho thầy là thao tác chứng minh ở đây rất là khác cái phần phân tích để làm rõ cái hay cái đẹp của tác phẩm. Mà mình chú ý là phần chứng minh ở đây là mình phải phân tích để làm rõ các luận điểm lý luận văn học. Vậy thì thầy cung cấp cho các em một cái sơ đồ, mình bám vào đó mình triển khai ý cho dễ hơn. Đầu tiên mình sẽ có luận điểm. Luận điểm là gì? Luận điểm chính là cái biểu hiện của vấn đề nghị luận mà chúng ta đã khái quát lên được, chúng ta đã rút ra được ở trong cái phần giải thích. Thì bây giờ mình sẽ đi vào giải quyết từng luận điểm một. Khi tìm luận điểm xong, em sẽ chọn tác phẩm. Tác phẩm thì khi chọn chúng ta phải chú ý đến cái phạm vi dẫn chứng mà để yêu cầu. Sau đó mình chọn chi tiết. Chú ý là mình không phân tích dần trải và không phân tích hết tất cả, mà mình chỉ chọn những cái chi tiết đặc sắc nhất, đắt giá nhất trong tác phẩm để có thể làm bật lên được vấn đề nghị luận. Sau khi chọn chi tiết thì mình phải phân tích và cảm nhận. Chú ý là phân tích không bao giờ được dần trải mà chỉ nhấn vào những cái gì quan trọng nhất. Và phần cảm nhận mình phải nêu được những cái lời bình rất là hay. Mình phải có những cái lời bình mà đọc vào cảm thấy thuyết phục thì bài mình mới thành công. Và cuối cùng là chốt ý bám đề, nhắc mình nhớ rằng là đây là phân tích làm rõ luận điểm,
Vậy thì ở phần chốt ý bản đề em phải chỉ ra rất là rõ là cái vấn đề luận, cái luận điểm mà tôi đang bàn nó thể hiện như thế nào trong phần tôi vừa phân tích. Và chúng ta có thể ứng dụng cái sơ đồ này vào phần đề Maximovsky. Luận điểm ở đây thầy chọn một biểu hiện trong những cái biểu hiện của vấn đề, đó là văn học giúp ta hiểu thêm về những cái phẩm chất và những cái triết lý của con người. Đó là một biểu hiện. Chọn tác phẩm, thầy chọn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Chọn chi tiết, ở trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê thì có hai chi tiết rất là đặc sắc, đó là chi tiết cảnh Phương Định phá bom và chi tiết Phương Định trong cơn mưa đá. Thì ở đây thầy chọn là Phương Định phá bom. Phân tích cảm nhận thì đoạn truyện nó rất là nhiều các tình tiết về không gian, về thời gian, về các ý nghĩa rất là sâu xa, nhưng mà ở đây thì thầy chỉ chọn nói về hai điểm nhấn thôi. Điểm nhấn thứ nhất là vỏ quả bom nóng và điểm nhấn thứ hai là chiếc kim đồng hồ. Mình sẽ đi vào cụ thể từng cái điểm nhấn một. Thứ nhất là vỏ quả bom nóng. Chi tiết vỏ quả bom nóng là một chi tiết đắt giá bởi đó là một dấu hiệu chẳng lành. Có thể vỏ quả bom nóng do mặt trời nung, như vậy thì mọi việc vẫn bình an, nhưng cũng có thể vỏ quả bom nóng do sức nóng từ bên trong, có nghĩa là bom sắp nổ. Cho nên là cái chi tiết vỏ quả bom nóng nó dồn nén tất cả sự căng thẳng trong một khoảnh khắc, đó là sự giằng co giữa sự sống và cái chết, giữa an toàn và hiểm nguy, và nó là một thử thách lớn lao ngay cả với những tâm hồn can đảm nhất. Và để làm tăng thêm cái sự căng thẳng của công việc phá bom thì Lê Minh Khuê đã miêu tả chi tiết chiếc kim đồng hồ. Chiếc kim đồng hồ là một cái chi tiết đầy sức gợi, đối lập với tâm hồn đầy biến động của Phương Định là hình ảnh những chiếc kim đồng hồ bình tĩnh phớt lờ mọi biến động chung như một sinh vật sống dửng dưng lạnh lùng. Những câu văn dài như dòng chảy vô thủy vô chung của thời gian, nó chạy sinh động và nhẹ nhàng đè lên những con số vĩnh cửu. Ở đây, bằng sự tương phản giữa thời gian vật lý và thời gian tâm lý, Lê Minh Khuê đã khắc họa được bức tranh tâm hồn của Phương Định. Nếu thời gian của đời người trong cuộc phá bom đầy nguy hiểm này chỉ là từng khoảnh khắc giằng co giữa sống và chết, thì thời gian vật lý lạnh lùng vô tri bởi vì chúng chỉ là những con số vĩnh cửu. Nếu thời gian căng thẳng của Phương Định cảm nhận một cách chậm chạp, nặng nề, thì chiếc kim đồng hồ chỉ đơn giản là chạy sinh động, nhẹ nhàng theo nhịp chảy miên viễn từ ngàn xưa của nó. Cho nên khi chọn trục quy chiếu là thời gian vật lý thì ta đã hiểu rõ hơn những cái biến động trong tâm hồn Phương Định, đó là ánh mắt căng thẳng hồi hộp dõi theo ánh lửa chui về vào bên trong dây mìn, chui vào ruột quả bom chờ đợi kết quả của công việc. Định hiện ra với những cái phẩm chất rất là tốt đẹp, đó là sự dũng cảm, sự kiên cường, là tinh thần trách nhiệm. Cuối cùng thì mình sẽ đến phần chốt ý bản đề, và ở phần này thì chúng ta phải chỉ ra rất là rõ là trong cái phần mình vừa phân tích thì cái luận điểm mà của chúng ta thể hiện như thế nào. Câu hỏi đặt ra, vậy thì cái tác phẩm này giúp chúng ta hiểu thêm điều gì về con người? Những cái phần chúng ta vừa phân tích về Phương Định thì giúp chúng ta hiểu thêm điều gì về con người? Câu hỏi này chính là câu hỏi để kem bám đề. Vậy thì tác phẩm giúp chúng ta hiểu về con người ở hai phương diện, đó là phẩm chất và thứ hai là triết lý về lẽ sống chết. Về phẩm chất thì nghịch cảnh chiến trường như lửa thử vàng đã làm tỏa sáng sự dũng cảm của Phương Định. Ở đây mình thấy là sự gan dạ dũng cảm phi thường ấy có cội nguồn sâu xa từ tinh thần yêu nước sâu sắc và khát vọng hòa bình mãnh liệt trong tâm hồn Phương Định. Khi mở rộng hồn mình lắng nghe và đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, khi khao khát hòa bình rực sáng trong tim, Phương Định nhận được một sức mạnh lớn lao để vượt qua nghịch cảnh. Và cái thứ hai là ta hiểu thêm được về triết lý sâu xa về lẽ sống chết của mỗi người. Ở đoạn phá bom này, sự lý giải về lý tưởng sống đã chạm đến những ý nghĩa triết học của đời sống, bởi lẽ sự băn khoăn và sợ cái chết là bản tính muôn thuở của con người. Ai sống mà từng không từng lo sợ đến bóng đêm vĩnh hằng của cái chết? Nhưng mà với Phương Định, lý tưởng sống mang lại một quan niệm sâu sắc hơn về cái chết. Sự sống và cái chết của mọi người không chỉ là hiện hữu hay không hiện hữu, mà trước hết nó nằm ở ý nghĩa của sự sống. Ý nghĩa đó được thể hiện qua lựa chọn, qua hành động của mỗi con người. Với Phương Định, cuộc kháng chiến để giành lại độc lập và tự do cho dân tộc, cho quê hương, cho những gì mình yêu thương nhất, việc đáp lại tiếng nói của núi sông để khẳng định sự bất tử của dân tộc cũng chính là khẳng định ý nghĩa sự tồn tại của cá nhân. Cho nên dù biết rằng thần chết không phải là tay thích đùa, thì đối với Phương Định, ý nghĩa về cái chết là một cái gì mờ nhạt, không cụ thể, bởi đối lập với nó là một sự sống rõ ràng, hiện hữu, sự sống của đồng đội, sự sống của các anh lính lái xe trên tuyến đường huyết mạch đầy bom đạn quân thù,
sự sống của đất nước trong chính hành động phá bom của cô. Tháng ngày khắc nghiệt của cuộc chiến đã làm nên sự cứng cỏi của mỗi con người, nhưng ở Phương Định, việc không sợ cái chết còn vì lẽ khác. Khi đối mặt với cái chết, khi cận kề với cái chết cũng chính là lúc cô sống trọn vẹn nhất, sống đúng ý nghĩa của một con người. Như vậy mình chốt lại, qua tác phẩm, ta càng thêm hiểu và thêm yêu và thêm trân trọng các giá trị của con người. Như là Ken thấy rất là rõ, rất là khác với khi mà mình phân tích nhân vật Phương Định. Khi phân tích nhân vật Phương Định, mình phải nói rất là kỹ, rất là chi tiết về từng nét tính cách của Phương Định. Mình phải nói về các yếu tố không gian, thời gian, ngôn ngữ, hành động, chi tiết rất là kỹ. Thì ở đây mình chỉ điểm qua những cái gì là đặc sắc nhất, những cái gì là đắt giá nhất để làm bật lên được cái luận điểm mà mình đang bàn thì mình nói. Và nhớ là mở đầu là luận điểm, là biểu hiện của vấn đề, và kết thúc phần phân tích phải là chốt ý bám đề, chỉ rất là rõ là cái phần ta vừa phân tích thì nó thể hiện cái luận điểm như thế nào. Như vậy thì phần minh họa này thầy đã giúp các em phân tích một tác phẩm để làm rõ một luận điểm, một biểu hiện. Nhưng mà các em nhớ là bài của mình nó phải có ít nhất là hai luận điểm, ít nhất là hai biểu hiện. Như vậy thì sau một phần triển khai dẫn chứng như thế này thì các em lại tiếp tục viết luận điểm số 2 và mình tiếp tục phân tích theo trình tự 5 bước như thế này để bài của mình thêm phong phú và thuyết phục hơn về mặt dẫn chứng. Ở thao tác chứng minh này thì thầy còn một số lưu ý muốn các em nắm. Thứ nhất là bài phải có ít nhất là hai dẫn chứng nha các em. Tại vì chứng là phải phong phú và phải có ít nhất hai dẫn chứng. Thật ra thì hai dẫn chứng vẫn chưa được xem là phong phú đâu, nhưng mà trong nhiều trường hợp thì thời gian viết nó ngắn và nó không đủ để chúng ta triển khai nhiều, thì các em nhớ là phải có nhất hai dẫn chứng. Lưu ý thứ hai là chú ý phạm vi dẫn chứng. Phạm vi dẫn chứng sẽ được yêu cầu ở trong đề, và các em phải nhớ là dẫn chứng nằm trong phạm vi của đề cho, không được chọn dẫn chứng bên ngoài. Tại vì chọn dẫn chứng nằm ngoài phạm vi đề yêu cầu thì chúng ta sẽ bị lạc đề. Và thứ ba là chú ý sự đa dạng của dẫn chứng. Dẫn chứng chọn phải đa dạng. Ví dụ đa dạng về thể loại, đã có thơ là dẫn chứng số 1 thì dẫn chứng số 2 nên là truyện hay kịch. Đa dạng về thời kỳ, ví dụ như là dẫn chứng số 1 là văn học trung đại thì dẫn chứng số 2 nên là văn học hiện đại. Đa dạng về xuất xứ, ví dụ dẫn chứng số 1 là văn học Việt Nam thì dẫn chứng số 2 nên là văn học nước ngoài, vân vân. Bước 4, tổng kết. Ở bước này ta làm hai việc, đó là khẳng định lại vấn đề và bổ sung vấn đề. Khẳng định lại vấn đề tức là mình sẽ từ những tác phẩm mình vừa phân tích để mình khẳng định lại một lần nữa là cái vấn đề được đặt ra ở trong cái câu nói của đề bài là chính xác, và chúng ta bổ sung thêm vấn đề xem là vấn đề này còn gì cần bổ sung hay không, còn gì mà tác giả chưa nhắc tới hay không mà chúng ta cần phải bổ sung. Thì ở trong những luận văn học nó sẽ có những cái cặp phạm trù đi đôi với nhau, và có cái này thì phải có cái kia, cho nên nếu như đề nhắc tới cái này mà không nhắc tới cái kia thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ bổ sung. Ví dụ các cặp như là phản ánh và sáng tạo, tư tưởng và tình cảm, nội dung và nghệ thuật, tính chủ quan và khách quan trong quá trình tiếp nhận, ở tính cụ thể và khái quát của hình tượng văn học, vân vân. Thì như vậy mình sẽ ứng dụng vào đề này như sau: khẳng định lại vấn đề, nhận định của Maxim Gorky là đúng đắn và mỗi tác phẩm cần hướng về con người, bởi vì văn học và đời sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người. Mình có thể trích những câu danh ngôn như vậy để thêm thuyết phục. Và ở đây mình sẽ thấy là những cái vấn đề mình vừa bàn từ đầu tới cuối cho tới phần chứng minh đều là những cái vấn đề thuộc về phạm trù là nội dung. Vậy thì ở đây mình phải bổ sung thêm là hình thức nghệ thuật. Như vậy để những cái quan niệm, những cái phát hiện, những cái khám phá về con người đến được với bạn đọc thì cần có những hình thức nghệ thuật độc đáo và phù hợp với nội dung. Đó chính là phần bổ sung của chúng ta. Cuối cùng là liên hệ. Thì mình sẽ dựa vào những cái gì mình trình bày thì mình sẽ rút ra được bài học cho nhà văn trong quá trình sáng tác và bài học cho người đọc trong quá trình tiếp nhận. Ví dụ như sau, qua những cái vấn đề về văn học là nhân học thì ta nhận ra được là nhà văn khi sáng tác cần hướng về con người, cần trở thành người nâng giấc, người vinh vực, người nâng niu, cần biết trân trọng con người, cần níu các tính người trong mỗi con người. Còn bạn đọc thì sao? Khi đọc một tác phẩm văn học thì không nên thờ ơ, không nên lạnh lùng, mà cần mở lòng đón nhận những thông điệp về con người mà tác giả gửi gắm. Ví dụ như thế này. Như vậy thì khi mà làm tới bước số 5 này xong, các em đã xong được phần thân bài. Phần 3, tăng sức thuyết phục cho bài viết. Sau khi mình lập dàn ý xong thì sẽ tới khâu viết bài. Vậy thì mình làm thế nào để bài viết của mình thêm thuyết phục, làm thế nào để bài viết của mình thêm đặc sắc và được đánh giá cao?
Ở đây thì thầy có một số gợi ý cho các em về việc là tăng sức thuyết phục cho bài viết. Gợi ý thứ nhất đó là sử dụng trích dẫn. Các em nên nắm mỗi chủ đề lý luận văn học, mình nên nắm từ 2 tới 3 câu danh ngôn lý luận văn học cùng chủ đề. Việc trích dẫn những cái câu danh ngôn này vào sẽ giúp cho cái phần lập luận của chúng ta thêm tính thuyết phục. Mặt khác thì bản thân những câu danh ngôn này, cái diễn đạt của nó cũng rất là hay, cho nên là khi mình trích dẫn vào thì nó sẽ làm cho cái cảm nhận của người đọc về đoạn văn của chúng ta là hay hơn. Gợi ý thứ hai là chúng ta nên có góc nhìn riêng hay là góc nhìn của người trong cuộc. Góc nhìn riêng thì không hẳn là các em phải phát hiện ra một cái gì mới mẻ hoàn toàn không có trước đây, tại vì lý luận văn học là một vấn đề khó và đòi hỏi học sinh là phải phát hiện ra những gì chưa từng có thì là chuyện gần như không tưởng. Nhưng mà góc nhìn riêng có nghĩa là gì? Là góc nhìn của em, của bản thân em. Em thật sự nghĩ như thế, em thật sự quan niệm như thế, em thật sự tin rằng như thế. Cho nên đôi khi người ta còn có một cách nói khác là góc nhìn của người trong cuộc. Tức là không phải mình là một người học thuộc bài và mình bàn vấn đề một cách rất thờ ơ, mà mình là người trong cuộc, mình có đọc tác phẩm văn chương, mình có trải nghiệm văn chương và mình là người trong cuộc trong cái phần bàn luận của mình. Mình thể hiện cái sự hăm hở, mình thể hiện cái sự nhiệt tình khi bàn luận của mình, thì đó là góc nhìn của người trong cuộc. Mình thể hiện được cả những cái cảm nhận riêng, những cái lý giải riêng của mình khi mà đọc các tác phẩm văn học, đó cũng là góc nhìn của người trong cuộc. Vậy thì khi mà thể hiện được góc nhìn của người trong cuộc ở trong bài viết của chúng ta thì chúng ta sẽ kết nối được trải nghiệm cá nhân của người viết với cái cảm nhận của người đọc, và khi đó thì bài viết của mình sẽ thiện cảm hơn. Thứ ba là dùng hệ thống từ nối. Bài viết của chúng ta là bài nghị luận, cho nên là cái vũ khí quan trọng của các em đó chính là các từ nối. Ví dụ như là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mặt khác, bên cạnh đó. Những từ này nó sẽ giúp cho mạch lập luận rất là sáng rõ và nó giúp cho người đọc rất là dễ lần theo được cái hệ thống luận điểm của em. Tư là các kiểu câu có tính tranh biện. Mình sẽ có những kiểu câu ví dụ như là phủ định để phủ định, ví dụ như là câu hỏi, ví dụ như là chất vấn, ví dụ như là những câu tính chất đối thoại ở trong bài viết, thì nó sẽ lôi kéo được người đọc vào cái cuộc tranh luận và những gì chúng ta bàn, và như vậy bài chúng ta sẽ hấp dẫn hơn. Và cuối cùng là diễn đạt giàu hình ảnh. Văn của chúng ta là văn nghị luận. Các em chú ý nhá, khi mình học lý luận văn học thì cái kiến thức thầy cô cung cấp cho các em là kiến thức khoa học, nhưng mà khi mình vận dụng kiến thức lý luận văn học vào bài viết của chúng ta thì bài viết của chúng ta là văn nghị luận. Vậy thì văn nghị luận nó hấp dẫn ở chỗ là nó giàu cảm xúc nữa, cho nên là mình sẽ có những cách diễn đạt giàu hình ảnh, những phép ví von, những phép so sánh để làm câu văn thêm bóng bẩy, để làm tăng cái vẻ đẹp của câu văn. Nhưng mà chú ý là cái diễn đạt giàu hình ảnh này phải hợp lý với các vấn đề lý luận, tránh sáo rỗng. Như vậy thì bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Thầy chúc các em học tốt và thành công. Các em nhớ theo dõi Blog Chuyên Văn để đón chờ những bài học tiếp theo các em nhé.